Căng thẳng trong thời gian gần đây xảy ra giữa các phần tử cực đoan khiến cho ngành du lịch của Palestine bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lẽ ra phải có nhiều du khách đến đây khi ngày lễ Giáng sinh đang đến gần, nhưng Jerusalem lại vắng vẻ đến không ngờ. Lễ Giáng sinh đang đến gần cũng là lúc những tín đồ Kitô giáo trên toàn thế giới hướng sự chú ý của mình vào tòa thánh Jerusalem, là điểm hành hương nổi tiếng nhất của những tín đồ Kitô giáo. Tuy nhiên, người Palestine lo ngại những xung đột gần đây sẽ khiến du khách và khách hành hương không dám đến Jerusalem. Ngành công nghiệp du lịch của Palestine tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây, cũng như nửa đầu năm 2014. Nhưng Bộ trưởng Bộ Du lịch và Cổ vật Palestine, bà Rula Maya cho biết, ngành du lịch nước này đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng bất ổn xảy ra liên tục. Những gì đang xảy ra ở Palestine khiến du khách sợ hãi, nhưng tôi hy vọng những người đã hủy chuyến đến Palestine sẽ không đến những nơi khác vì tình hình cũng không có gì khác hơn. Tình hình bạo lực ở Jerusalem và các khu vực khác của Israel và Palestine đã tăng mạnh trong vài tháng qua. Hồi tháng 7, một thanh niên Palestine đã bị giết bởi một nhóm người Do Thái vì những người này cho rằng ba thiếu niên người Israel đã bị các chiến binh Palestine sát hại. Tiếp theo sau đó, một cuộc giao tranh kéo dài 50 ngày giữa Israel và các chiến binh Hamas ở dải Gaza làm chết hơn 2.000 thường dân Palestine, 67 binh sĩ và 6 thường dân Israel. Trước đó, các cuộc tấn công được thực hiện bởi những người Palestine đã làm thiệt mạng 11 người Israel và 12 người Palestine khác, trong đó bao gồm một số kẻ tấn công. Những nơi thường được khách du lịch lui tới đó là Jerusalem và Bethlehem, đặc biệt hơn là Jerusalem vì đó là thành phố quan trọng nhất đối với những người theo đạo Kitô và những người hành hương đến Palestine chủ yếu là để đến thăm Jerusalem. Như những gì mà chúng ta đang chứng kiến hàng ngày, dù đó là từ quân chiếm đóng hay là người dân, thì những điều đó cũng khiến du khách sợ hãi và không muốn đến đây du lịch trong thời điểm này. Đối với Palestine, du lịch là một nguồn thu lớn cho nền kinh tế trong nước, đóng góp 14% vào kinh tế quốc gia. Khoảng 5.000 hộ gia đình đều phụ thuộc vào ngành du lịch. Sự sụt giảm trong ngành du lịch kéo theo sự sụt giảm trong các mảng liên quan với nó. Doanh số bán hàng lưu niệm cũng giảm vì không còn nhiều khách du lịch lui tới. Một chủ cửa hàng lưu niệm nói rằng ông mong muốn tình hình này hãy nhanh chóng qua đi để người dân có thể tiếp tục làm ăn. Những người buôn bán nhỏ như chúng tôi đã nghe nói về lượng khách du lịch sụt giảm sau cuộc chiến Gaza và sau đó là nhiều người hủy chuyến vì những gì đang xảy ra ở Jerusalem. Chúng tôi hy vọng mọi thứ có thể nhanh chóng ổn định trở lại để chúng tôi có thể tiếp tục mua bán. Mặc dù vậy, không phải ai cũng sợ hãi khi nghe những báo cáo về bạo lực. Một du khách người Indonesia đã đến du lịch Jerusalem lần thứ 10 cho biết cô luôn cảm thấy an toàn khi đến thăm nơi đây. Tôi có nghe những tin tức về các cuộc tấn công, nhưng cho đến nay tôi vẫn cảm thấy an toàn. Không có gì xảy ra cả, và đây là lần thứ 10 tôi đến đây rồi. Tòa thánh Jerusalem được các tín đồ Kitô giáo tin tưởng rằng đây chính là nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, được chôn cất và đã hồi sinh. Đây cũng là một trong những điểm hành hương nổi tiếng tại Jerusalem.